Có bạn nào thắc mắc trẻ em ở Nhật đi học như thế nào không nè? Trẻ em bắt đầu vào lớp 1 là đã phải đi bộ tới trường nha các bạn. Nói nghe thì hơi hoang mang phải không nè, nhưng mà giao thông ở Nhật phải gọi là đỉnh của đỉnh luôn á. Hôm nay Hằng đi siêu thị thấy có bán con sò hay con ốc gì nè các bạn. Con siêu to mà chỉ có 600 yên thôi. Nay Hằng làm món sò nướng mỡ hành nha. Hằng cho vào lò chiên không dầu nướng 200 độ trong vòng 5 phút nha các bạn. Các bạn biết Hằng cầm cái gì không? Đây là máy xay nha các bạn, máy xay cầm tay á, có thể xay rau nè, đánh trứng được luôn nè. Hôm nay Hằng sẽ xay tỏi ớt để làm nước mắm tỏi ớt nha. Sò nướng mỡ hành tê tê tê. Không biết con sò này là con sò gì mà nó to hơn cái muỗng của Hằng luôn á. Chan nước mắm tỏi ớt lên ha. Các bạn ăn cùng Hằng nha. Sò hả, vừa ngọt thịt mà vừa dai đó các bạn. Chấm với nước mắm tỏi ớt, trời ơi, nó chua chua cay cay. Quá đã luôn. Tính ra chắc tầm 16 ngàn một con các bạn. À lúc nãy Hằng nhắc đến chuyện là trẻ em ở Nhật đi học phải không? Mấy bé lớn ở trong một xóm hả, sẽ sáng nào cũng lại nhà và kêu mấy đứa bé mới đi học nha, và xếp thành một hàng như này. Rất là dễ thương luôn. Hằng nhớ có lần hả, bé Hằng nhà Hằng á đi chạy xe đạp đi qua lộ mà bị sứt chiếc dép á, mà hả hai bên hả gần mỗi bên gần 10 chiếc xe ô tô dừng lại tại ngã tư đó nha, chờ bé Hằng mang dép xong rồi chạy qua lộ xong rồi xe mới đi các bạn. Mà Hằng thấy chờ lâu Hằng cũng ra dấu hiệu là cho xe đi trước đi, mà họ không chịu nha, họ đứng đó họ chờ nha, cho mình đi xe đạp qua trước rồi họ mới đi. Đa số là xe ô tô sẽ nhường cho người đi bộ và xe đạp, đặc biệt là trẻ em phụ nữ qua trước nha các bạn. Như là Hằng không có nghe tiếng còi xe ô tô luôn các bạn, chỉ có nghe tiếng còi xe cấp cứu thôi à. Hằng có thắc mắc gì cuộc sống bên Nhật thì bình luận bên dưới, Hằng sẽ trả lời vào những video lần sau nha.